is all about. Andy Murray vừa nhận thông báo dương tính với Covid-19. Cựu số 1 thế giới chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và hiện đang tự cách ly tại nhà. Nếu hồi phục sớm, Andy Murray có thể kịp tham dự Úc Mở Rộng khởi tranh từ ngày 8 tháng 2. Trước đó, ban tổ chức Úc Mở Rộng 2021 xác nhận tay vợt Tanis Chandran dương tính với Covid-19. Australia Mở Rộng vào đầu tháng 2. Chi phí cách ly và xét nghiệm cho hàng trăm tay vợt ước tính 40 triệu đô. Khép lại sự nghiệp với thành tích 50 trận toàn thắng, vượt qua kỷ lục của cựu vô địch hạng nặng Rocky Marciano, Floyd Mayweather tự tin đây là cơ sở để người đời nhớ đến mình với tư cách là tay đấm vĩ đại nhất lịch sử. Tuy vậy, Mike Tyson không đồng tình với quan điểm của Floyd Mayweather. Mayweather đích thực là một chiến binh cừ khôi, có ý bất bại sau 50 lần thượng đài. Nhưng nghe này, Sugar Ray Robinson từng thất bại 40 trận, thua 1 và sau đó là chuỗi 78 trận thắng, thật khủng khiếp. Julio Cesar Chavez Sr. từng thắng 89 trận liên tiếp trước khi thất bại. Đừng nói với tôi rằng bạn là tay đấm vĩ đại nhất với chuỗi 50 trận thắng. Mayweather rất tuyệt, nhưng bất bại 50 trận ư? Chavez 90 trận liên tiếp kia. Ông ấy đã thi đấu tốt như thế nào? 8 lần thượng đài trong vòng 1 năm, đấu bất kỳ ai trên bảng xếp hạng. Ông ấy không bao giờ chọn đối thủ. Sau thất bại trước Floyd Mayweather ở lần ra mắt quyền Anh, Conor McGregor đang lên kế hoạch thượng đài một lần nữa. Đối thủ mà McGregor lựa chọn là Manny Pacquiao, nhà vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau của quyền Anh. Theo tiết lộ từ phía Manny Pacquiao, trận đấu với Conor McGregor nhiều khả năng sẽ diễn ra ở Trung Đông vào năm nay. Chia sẻ trên ESPN, Dana White khẳng định không ngăn cản gã điên lấn sân sang quyền Anh. Tuy vậy, chủ tịch UFC muốn bác sĩ người Ireland trì hoãn việc đá chéo sân sang năm sau. Hiện tại, tinh thần, thể chất, cảm xúc v.v. của Conor McGregor đều dành cho UFC. Tôi rất muốn thấy cô ấy tập trung cho UFC, dù là một trận đấu dành cơ hội tranh đai Khabib hoặc với một người nào đó nếu Khabib giải nghệ. Cô ấy là võ sĩ số 1 hiện tại của MMA. Tôi rất muốn cô ấy tiếp tục sự nghiệp trong năm tới. Nếu cô ấy muốn đấu quyền Anh, hãy làm điều đó vào năm sau. Trên Twitter cá nhân, Charles Leclerc xác nhận bản thân đã bị dính Covid-19. Tay đua của Ferrari cho biết được đưa vào viện kiểm tra cách đây 2 ngày khi tiếp xúc với một người cũng đã dương tính với Covid-19. Hiện tại, Charles Leclerc đã bắt đầu có một số triệu chứng nhẹ của bệnh và đang cách ly ở nhà riêng tại Monaco. Phía Ferrari chưa tập luyện trở lại, do đó Leclerc cũng không đến trụ sở của đội trong những ngày qua. Tại Maranello, Charles Leclerc là tay đua thứ 5 của F1 dương tính với Covid-19 sau Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton và Lando Norris. Ban tổ chức F1 lúc này cũng đang đau đầu với việc xếp lịch thi đấu khi càng ngày có thêm nhiều chặng đua không thể diễn ra như kế hoạch. Sau khởi đầu suôn sẻ bằng thắng lợi trước Top Esports, Sinning đã phải nhận thất bại đầu tiên ở LPL mùa xuân 2021 trước RNG. Ở ván đầu tiên, Sinning khởi đầu thuận lợi, xong họ đã mất thế chủ động từ giai đoạn dưới trận. Với lợi thế về tiền, RNG liên tục dồn ép đối thủ, lấy đi 3 nhà lính siêu cấp ở phút 43, quét sạch đội hình Sinning để qua đó vô lên dẫn trước 1-0. Sinning cân bằng tỷ số ván đấu sau đó. Đến ván quyết định, tình huống giao tranh thất bại ở phút 42 đã đặt dấu chấm hết cho Surf của các đồng đội. Giành chiến thắng chung cuộc 2-1, RNG tiếp tục dẫn đầu và xếp hạng với 2 thắng lợi liên tiếp. Trong khi đó, Sinning sẽ còn rất nhiều điều phải làm để có thể tiến xa mùa giải năm nay. Trên fanpage chính thức, ban tổ chức VCS đã ra thông báo xử phạt Zeros. Theo đó, trong quá trình xử lý vấn đề tiền lương giữa Ma Vương với Gam, ban tổ chức đã yêu cầu ngôi sao của SPTC không phát ngôn mang tính khẳng định hoặc ám chỉ vô việc trên truyền thông. Tuy vậy, Zeros vẫn tiếp tục các hành vi trên. Sau cùng, án phạt được đưa ra dành cho Zeros là cấm thi đấu một trận tại VCS mùa xuân 2021. SPTC Esports cũng bị vạ lây khi bị trừ 10% tổng tiền thưởng của giải đấu. Cá nhân Zeros sau đó tiếp tục nhận án phạt nội bộ từ SPTC, bao gồm bị trừ 50% tiền lương và thưởng, 50% tiền stream và 50% tất cả các nguồn thu nhập khác trong giai đoạn VCS mùa xuân 2021. Ở diễn biến khác, Ba Tú, quản lý SPTC cho biết đang giữ file ghi âm 47 phút về cuộc trò chuyện được cho là có liên quan đến Gam. Trước đó, SPTC và Gam xảy ra không ít mâu thuẫn, giống như thương vụ Norway, Slay, v.v.